gặp Phi Nhung đi dạo ở công viên tại Mỹ với Mạnh Quỳnh không thể chối cãi. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin mới nhất ngày hôm nay của kênh Nghe Để Biết. Chúng tôi có những thông tin mới nhất cập nhật về tình hình của Phi Nhung. Hiện tại cô đang ở bên Mỹ và mới đây trong một cuộc phỏng vấn với một vị khán giả xin được phép giấu mặt. Cô ta đã cho rằng Phi Nhung đã khỏe mạnh và việc cô qua đời chỉ là đánh lừa dư luận. Chính xác hơn đây là cú lừa thế kỷ từ ca sĩ Phi Nhung. Vị nữ phóng viên này còn cho biết thêm về tấm hình cô đã chụp được trong một siêu thị tại bang Cali. Cô cho biết rằng chính tôi là người chụp bức hình đó. Sự việc sẽ không có gì đáng nói, nhưng trong tấm ảnh chúng ta có thể thấy ca sĩ Phi Nhung đang rất vui vẻ bên Mạnh Quỳnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sự thật đã làm chấn động cả thế giới này. Nhiều người cho rằng đây chỉ là người giống người mà thôi, không có chuyện Phi Nhung có thể sống lại được. Thông qua với tấm ảnh chúng tôi cung cấp thì xác định đây rất có lẽ là ca sĩ Phi Nhung thật sự bởi vì cô đi cùng với Mạnh Quỳnh, không thể nào mà lại có hai người giống nhau đến như vậy được. Nhiều người bày tỏ sự hoang mang và xôn xao vì bức ảnh này giờ đang được lan truyền tay nhau trên mạng xã hội rất nhiều. Cùng với đó là những thông tin trước đây chúng tôi đã nghi ngờ về việc ca sĩ Phi Nhung vẫn còn sống. Đây là sự thật 100% không thể nào chối cãi được bởi vì những bí mật gần đây được chúng tôi tiết lộ rằng ca sĩ Phi Nhung hiện tại cô đang được nằm tại bệnh viện Cali và đang được các vị bác sĩ tại đây chữa trị rất tận tình. Cũng theo đó, một số người dân nơi đây gần nhà của ca sĩ Phi Nhung cho hay tôi đã từng gặp ca sĩ Phi Nhung cùng với Wendy, hai người rất vui vẻ đi vào căn nhà của mình. Tôi dường như mất hôn và tôi nghĩ không lẽ nào người lại giống người như vậy. Bởi vì chúng tôi là người từng đến ngôi chùa để viếng tàn Phi Nhung, làm gì có chuyện của ấy còn sống được sau những lần sau đó tôi điều tra theo ca sĩ phi nhung và phát hiện cô ấy vẫn còn trong căn nhà cũ của mình bên mỹ chính xác hơn là cô đã dựng lên kịch bản này để đánh lừa tất cả người dân cũng theo đó chúng tôi rất thông cảm cho cô bởi vì sức ép tự dư luận của một vị đại gia nào đó đã tấn công nên cô buộc phải làm như vậy cũng theo đó dưới phần bình luận rất nhiều người đã ủng hộ ca sĩ phi nhung cho rằng cho dù cô có lừa dối ai thì chúng tôi vẫn là fan hâm mộ của cô, luôn đặt cô ở trong tim và luôn nhớ về cô, một người ca sĩ tận tâm tận tình và là một người mẹ hiền của 23 đứa con nuôi, tôi rất mến mộ và khâm phục cô.